Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh 3D Tutorial ha. Thì ở trong cái phần 4 này mình sẽ hướng dẫn các bạn là đi unwrap cho cái sofa này đó. Thì ở đây nó sẽ có hai phần mà mình cần unwrap. Một là cái phần khung mà mình từ đầu mình đã dựng ở cái 3D Max đó, ở cái phát 2 á ha, là mình dựng phần khung đó, mình sẽ đi unwrap cho phần khung này với lại cái phần chân. Rồi xong rồi những cái điểm gói ở bên Marvelous đó ha đó. Em nhắc đi nhắc lại là bình thường á, mà mình dựng xong á là bên Marvelous nó sẽ tự động nó unwrap cho mình luôn. Tuy nhiên là cái Marvelous của em nó đang bị hư á, em chưa có cài lại được. Cho nên mọi người lưu ý, chúc mà mọi người xem mọi người lưu ý cái phần đó ha, là có thể mọi người sẽ không có cần phải đi unwrap những cái gói giống như em đâu. Tại vì cái Marvelous của em nó đang bị hư thôi. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu nhé. Rồi ha, bây giờ em sẽ tiến hành đi đi unwrap cho nó này nha. Ở đây nè, bây giờ em qua đây rồi em mới để ý nha. Cái gói này nè, hồi nãy thật ra mục đích của em là em muốn nó đè lên cái gói này nè, nó hơi đè lên cái gói này đó. Nhưng mà nếu đúng ra là mình phải chỉnh ở bên Marvelous ha, để cho cái này nó được ở đây nè. Rồi, nhưng mà bây giờ nó lỡ như thế này rồi thì thôi ha. Đó, em cầm cái này nè, em detect nó ra đó, em tinh chỉnh cho nó một chút xíu đó. Ví dụ như em nhấn số 1 ở đây nè ha, nãy em có nói á, mình vẫn có thể tinh chỉnh dáng ở bên bên 3D Max ha đó. Chọn điểm nè, sau này em chọn vô Shop Selection nè, thấy không? Kiểm cái này nè, tăng cái vùng ảnh hưởng nó lên nè. Ok chưa? Em nhấn nó về sau tí xíu nhé. Đây, đương nhiên là để mà cho nó đẹp, cho nó chuẩn thì bắt buộc là phải làm bên Marvelous rồi. Đây, nhưng mà bây giờ lỡ rồi thì thôi. Đây. À, rồi, em hơi làm. Em hơi... hơi làm dùm tí xíu. Đây. Đưa cái trục mới diện cái. Rồi ha, đó, tạm thời cho nó đè lên. Hy vọng là không ai phát hiện ra. Đó, cái này nó cấn vô đây. Rồi, cái này em vẫn có thể sử dụng cái công cụ là shift mà. Đâu rồi, cái này nè ha. Đó. Shift nè. Kéo cho nó bớt cắt vô ha. Đây. Rồi, như vậy đi. Ok ha. Đấy. Rồi, bây giờ đi khi mà đi unwrap á, nhớ là gắn cho nó thêm bất kỳ lệnh nào ha, thì mình nên đi tắt num đi, còn không nó sẽ bị tăng lưới ngoài ý muốn á. Mấy cái này nè, em đi tắt num hết nha. Rồi. Ok chưa? Đó, mấy cái này nè, tạm thời em sẽ đi delete luôn cái lệnh turbo mode này nhé. Đấy, hạn chế tăng lưới. Rồi, ok rồi. Này, cái này nè, thí dụ xong rồi hết rồi ha. Em cảm thấy là không có gì chỉnh sửa nữa thì em cứ tự tin vô cái dáng của nó rồi nè. Em sẽ đi attack nó. Đi convert nó sang edit table poly ha, xong rồi attack nó luôn. Rồi, lúc này em được cái đối tượng này ha. Thì hồi nãy á, có nhớ là cái phần part 2 á, em đi dựng á, khi mà em đi extrude vô á, em slip nó ra luôn à, nó tách ra là từng phần như thế này rồi ha. Thì ở đây nè, có cái chỗ nào mà nó chưa bung được nữa biết không? Đó. Cái thanh này nè, với lại cái cọng dây này nè. Đó. Mình phải hiểu là hiện tại nó đang là nguyên cái vòng tròn nó kín luôn ha. Thì trên thực tế không có cái nào mà nó kín như thế này hết trơn á. Cái miếng vải muốn bo tròn vậy nè ha, thì người ta phải tìm một cái chỗ nào đó, người ta cắt cái miếng vải hình vuông á, xong rồi người ta may theo bo tròn của nó ha. Đấy. Thì cái này mình đi unwrap cũng vậy. Bây giờ mình sẽ duỗi nó ra nè, mà nó đang một vòng tròn mình không duỗi được ha. Mình sẽ phải kiếm một cái cạnh nào đó. Thí dụ như bây giờ mình xác định cái cạnh này. Đó, xác định cái cạnh này. Ok chưa? Mình slip nó ra, nghĩa là mình cắt cho nó cái đường chỉ ở đây ha. Đấy, tương tự như là cái này. Đó, thí dụ mình chọn cái cạnh nó khuất một chút nhé. Slip nè, đó, mình kiếm cái cạnh mà cái view không có cái view nào thấy được á. Đó, thí dụ như cái này nè. Đó, mình sẽ quyết định mình đi slip nó ở đây. Thấy không? Slip nè. Rồi ha. Thì thật ra mà nói là ở trong trong cái unwrap á, nó có hiển thị mấy cái map checker rồi, thường em cũng chả bao giờ xài cả. Em đi tạo một cái vật liệu nữa, thấy không? Cái diffuse của nó em đi kiếm một cái map vải. General bitmap. Rồi ha,
Thì ở đây em sẽ để sẵn cho mọi người, mọi người có thể download cái ảnh referency với lại cái texture ở ngay cái phần description ha. Ủa nó đâu mất tiêu rồi, đây nè, thấy không? Đó, em đã để thêm một tí texture này ha. Rồi, em tạm thời em lấy cái map pump này, gắn cái vô này, thấy không? Rồi, mình có thấy nè, cái texture nó đang bị hư nè ha. Tại có nhớ là kéo khối ra không? Đó, cái miếng này lúc đầu nó ngắn nè, em kéo nó ra nè. Thì chỗ này nó bị giãn cái texture ra, nó bị hư nè. Đó, mấy cái này nè, sell nó lên nè, đó. Nói chung là trong quá trình mình đi model á, thì cái texture nó sẽ bị hư đi ha. Đó, unwrap là cái bước á, mà mình sẽ làm cho cái texture này nó duỗi ra trở lại. Rồi ha, sau khi em cắt xong xuôi hết rồi nè, không? Nhấn số 5 kiểm tra nè. Đó, cái này nó là một miếng nè. Cái này nó là một miếng nè. Đó, cái này một miếng và đồng thời nó cắt ra ở dưới này rồi ha. Đấy, gắn cho nó cái lệnh UV cap mapping clear nè ha. Đó, thì mình thấy nè, cái map nó không hiện lên ha. Nó mới clear hết mấy cái đường chỉ rồi. Em gắn cho nó, ở đây em xài unwrap pro cho nó nhanh nhé. Em gắn lệnh unwrap pro nè. Rồi ha, xong là cái nhấn đang chọn mặt sẵn rồi nè. Xài mắt 18, chọn mặt sẵn rồi ha, không cần nhấn số 3. Xài mắt 16, nhớ nhấn số 3 để nó chọn mặt. Nhấn Ctrl A chọn hết tất cả các mặt nè. Có thấy cái lưới này nè, nó đang bị xiên xiên không? Em bấm vào đây planner nè ha, thì nó sẽ phẳng lì ra như thế này. Đó, nó giống như là mình đi UV cap map mà dạng planner á. Đó, nó phẳng ra như thế này nè ha. Rồi, unwrap rồi thì xài rất là dễ. Bấm vào unwrap một phát thôi, thấy không? Này em nhấn F2 để mọi người thấy ha. Đó, là đây nè, nó duỗi ra rồi. Tuy nhiên là mình thấy cái vấn đề là cái gì? Cái tỷ lệ của cái map đó ha. Cái tỷ lệ ở đây nó nhuyễn nè, còn cái tỷ lệ ở đây nó quá to nè. Đấy, cho nên là mình sẽ phải có tiếp theo cái bước này. Open UV Editor. Đó, rồi, mình bấm vào đây nè ha. Bấm vào đây nè, nó sẽ xếp lại cho mình. Đó, lúc này nó cùng tỷ lệ rồi nè. Rồi, mấy cái thanh này nó chéo chéo như thế này nè, nhìn nó rất khó chịu ha. Thì em chọn điểm nè, nó chỉ chọn mấy điểm này thôi. Em kiểm vô đây nè, thấy không? Thì nó sẽ chọn hết liền khối cho mình luôn à. Rồi, xong rồi sao nữa? Nhấn chữ E nè. Xoay cho nó thẳng thớm lại ha. Tại vì là mình có cái lệnh noi á, cho nên là bây giờ duỗi ra nó không có thẳng lại được đâu. Đây, nhưng mà nó tương đối thôi. Rồi ha, xoay mấy cái tấm này cho nó thẳng thẳng ra. Ê, ok chưa? Rồi, đó, đừng chọn gì hết nha, bấm vô đây nè, cho nó xếp lại lần nữa. Thấy không? Là cái tỷ lệ cái map này nè, nó đều nè. Bây giờ là mình muốn à ha, cái map này nó phải nhỏ hơn nữa thì sao? Đó, em chọn hết cái đống này nè ha. Nhấn chữ R nghĩa là scale, thấy không? Scale nè. Đó, scale cái này to ra thì cái map nó sẽ nhỏ lại ha. Đó, thí dụ như em để nó như thế này. Ok chưa? Cho nó to hơn tí xíu. Rồi ha. Này, xong xuôi rồi, convert nó sang editable boolean nè. Ok chưa? Đó, mốt cần tinh chỉnh nha. Đừng có đi unwrap lại nha, không cần đi unwrap lại đâu. Mình bấm vô cái lệnh unwrap thường hay unwrap pro gì cũng được. Đó, cần chỉnh nó thì mình cứ mở cái bảng này lên nè. Đó, nó sẽ xuất hiện nha. Đó, nó sẽ xuất hiện ở đây nè. Rồi, đừng có đi chỉnh nó ha. Đó, thường có thói quen nếu mà em nằm trong 3D Max á, ví dụ mà anh chị mà cần làm phần mềm khác á, thì thường người ta sẽ xếp nó vô một cái ô như thế này nè, để qua system pen hay là một cái phần mềm khác để xử lý map á, thường xếp nó vô một ô ha. Còn nếu mà tại vì em làm chuyên về làm nội thất thì thường em chỉ làm nó ở trong 3D Max thôi, vật liệu cũng trong 3D Max. Em sẽ thường là can thiệp vô đây, nghĩa là scale to nhỏ cái này lên nè, scale to nhỏ cái này lên ha, chứ em không xếp vô một ô. Tại vì mọi người biết sao không, em cần á là cái map nó nhỏ như thế này nè. Nếu em xếp vô một cái ô á là cái map nó sẽ rất là to. Mà để khi mà cái map mà trong đây á nó to, thấy không? Để cho nó nhỏ lại nè, thì em lại phải điều chỉnh cái tiling này, thấy không? Cái tiling này nè. Đó, ví dụ như em để nó là 5 thì nó sẽ nhỏ gấp 5 lần, hiểu không? Em để nó là 1 nè thì nó sẽ to lên. Em nói 1 mà không biết tại sao tay em bấm số 10 luôn á. 1 nè, thấy không? Thì cái map nó to lên. Muốn nó nhỏ lại nữa thì mình sẽ phải tăng cái số này lên. Nhưng mà cái xài cái tiling này nó bị một cái nhược điểm rất là khó chịu. Là thí dụ như mình xài nhiều kênh ha, mình xài kênh diffuse rồi, chút hồi cái mình qua cái kênh bump á, thì mình lại phải bấm vô đây nè. Đó, mình chọn cái map đó và mình điều chỉnh là cái tiling đó. Mình mà thay đổi là mình phải vô lại từng kênh mình thay đổi ha. Cho nên là rất là phiền. Đó, cái đó là cái lý do mà khi mà em unwrap á, em sẽ điều chỉnh cái độ to nhỏ của cái map nó trực tiếp trên đây luôn ha, chứ em sẽ không điều chỉnh cái tiling của nó đâu. Tiling nó sẽ không hiểu đồng loạt hết toàn bộ kênh ha. Đó, mình mà thay đổi một cái là mình lại phải thay đổi hết. Rồi, đó, cái đó là về cái phần khung ngoài này. Đó, bây giờ em sẽ đi unwrap cho những cái phần này nhé. Thấy chưa? Rồi, như nãy em nói ha, thấy không? Rõ ràng là cái phần này nè. Này, em tắt cái lệnh Turbo Mode đi nè ha. Này.
cái phần này nè, bây giờ là ở trên đây nó có cái niệm rồi, không thấy đâu. Rồi, cái gầm ghế cũng chả ai thấy đâu. Mình có thể delete nó luôn nha. Nó để nó hở ra như thế này nè, unwrap nó cho nó dễ. Rồi, bây giờ cái này nó thiếu lưới nè ha. Mình có thể thu bố tăng lưới nó lên nè. Rồi. Nó tăng lưới nó lên là mình có thể convert nó sang editable bully luôn. Rồi, cái này nó nguyên là một cái hình, nó nguyên là một cái hình chữ nhật rồi. Đó. Thì ở đây em chỉ việc em kiếm cái góc nào đó, thí dụ như kiếm cái hốc nào đó theo cái đường extrude á. Này nè, nhấn số 2 trong cạnh đó ha. Đó, em lót cái đường ở trong hốc này nè. Đó, em deselect nó ra. Rồi ha. Xong rồi gán đây, gán vật liệu cho mọi người dễ nhìn. Thấy không? Hiện tại nè, nó đang không có lên được nè ha. Nó không có lên được texture nè. Xong rồi sau nữa, em sẽ gán lệnh UVCAP mapping clear nè, unwrap roll nè. Rồi ha, nhấn số 3 sẵn rồi, nhấn Ctrl A chọn hết tất cả các mặt nè, nhấn vô planner nè ha. Đó. Hôm nay không có tin COVID. Thấy chưa? À, không có người nhiễm mới. Rồi ha. Để, nó em nói để kỷ niệm cái clip này làm trong mùa COVID. Rồi, ở đây nè. Đó, bấm vô unwrap nè ha. Thấy không? Mọi người có thấy là cái texture của nó nè, nó chạy lại được rồi ha, nó không có bị biến dạng. Rồi, mình mở cái này lên coi là có cần điều chỉnh gì không nha. Nó nằm xéo xéo nè ha. Thật ra cái vải á, thì mọi người thấy mà nó nằm xéo nó cũng không có ảnh hưởng gì cho lắm đâu. Nhưng mà cái gỗ á, mà mọi người để nó xéo, cái này nó xéo xéo nha. Lên cái bằng gỗ nó bị xéo nhìn nó khó chịu lắm. Đó, tập cái thói quen mình chỉnh lại cái này. Rồi ha. Ok, bây giờ nè, mình có thấy nè, giữa cái này với cái này nè, cái texture nó không đều nhau ha. Mình có thể attack lại. Đây, em convert nó sang editable bully nè ha. Attack nè, attack với cái này nè. Ồ, cái này nó vẫn đang còn dính trong đây luôn. Ok, convert nó sang editable bully. Attack nè. Đó, trong trường hợp mà hai cái texture nó không đều ha, mình cứ attack lại với nhau, xong rồi gán cho nó cái lệnh unwrap. Em nhắc lại là không có đi unwrap lại nhé. Đây. Rồi ha, xong rồi sau nữa mình cứ chọn hết nè. Set. Ồ, sorry, em làm lại nhé. Đây, đi attack nó nè. Attack với cái này nè ha. Xong rồi gán lệnh unwrap roll nè. Đó. Xong rồi sao nữa? Nó đang chọn sẵn số 3 nè, chọn hết nha. Chọn hết tất cả các boolean nha, nhấn Ctrl A chọn hết nè. Xong rồi bật cái bảng này lên nè. Thấy không? Là trong đây nó sẽ có đủ nè. Mình chỉ việc xếp nó lên đây. Đó, là cái tỷ lệ của nó sẽ bằng nhau hết nè ha. Rồi bây giờ cần nó to ra. Đó, thì mình đi scale một lần là nó cùng một cái tỷ lệ này luôn. Đây, ok nhé. Rồi. Đây, bây giờ tới cái chân ghế. Như nãy em nói ha, là cái chân ghế á. Đó, em sẽ đi unwrap cho nó một cái, xong rồi cái em sẽ đi đi copy nó ra ha. Đó, thí dụ như cái này nè, unwrap làm sao? Thôi, tính ra thì cái này nó cũng dễ ha. Em sẽ đi unwrap luôn bốn cái chân này. Má công em xóa rồi, chúng em đi copy lại. Rồi ha. Cái chân này. Bây giờ nè. Cái phần này á thì cũng tùy cái sofa ha. Đầu tiên em đi attack nó lại trước đi. Đây. Cũng tùy cái sofa ha. Có khi là cái này nè, nó là cái cục gỗ, cũng có khi nó là em thấy nó là cái cục cao su á. Đó, vậy thì tùy vô mẫu. Ở đây nè. Đó, em sẽ chỉ cách chọn nhanh nè ha. Mình chọn số 3 nè, mình quét cái ở dưới nè, thấy chưa? Đó, mình quét cái đường border ở dưới nè, Ctrl chọn mặt ha thì nó sẽ chọn mặt liên quan nè. Ok chưa? Round lên, round lên, round lên. Đó, tới cái đoạn này nè ha. Mình giữ shift nha, không giữ Ctrl nha, giữ shift nha, pick chiều cạnh, giữ shift pick chiều cạnh thì nó sẽ chọn cái đường biên. Thấy không? Còn mà mình giữ Ctrl quá nha. Nếu như mình giữ Ctrl mà mình pick chiều cạnh á thì nó những cái cạnh nào dính tới cái mặt á thì nó sẽ được chọn nha. Đó, em không giữ Ctrl nha, em giữ shift. Giữ shift nè thì nó sẽ chọn cái đường biên bên phía ngoài thôi. Ok chưa? Chuột phải nè, em slip cái này ra nè ha. Đấy. Rồi. Ở đây nè, em sẽ chọn vô cái này. Chọn cạnh nè ha. Nè. Thì mình nhìn á. Mình nhìn ở đây nè, mình thấy bốn chân này không? Nó, cái góc mà có thấy á là có phải là cái góc mà nó hướng vô đây không? Nè. Lót những cái đường này nè ha. Ctrl lót cái đường này. Thật ra cái cách lót đường này là tại vì ngày xưa em xài Mac 16 á thì cái unwrap nó không cho phép, trong Mac 16 nó không cho phép em lót lót khi mà trong cái lệnh unwrap á, cho nên là em sẽ đi load ở trong cái phần modeling. Này, Mac 18 thì lệnh unwrap nó cho load cạnh rồi. Rồi ha. Ở đây nè, UVCAP mapping clear nè, unwrap roll nè. Xong rồi làm gì nữa? Đó, đang chọn số 3 sẵn rồi, Ctrl A nè, pick cái vô cái planner này cái nè, bấm vô cái unwrap này cái nè ha. Xong rồi cái mình hiện lên ở đây.
Đó, mình hiện lên mấy cái này. Rồi, em sẽ đi xếp nó lại nè. Ok chưa? Là cái này nó duỗi ra. Này. Ở đây mình quăng vô cái texture cho nó dễ hình dung nha. Ở đây thí dụ như em đặt tên nó là gỗ nè. Ủa quên, tự nhiên cái em điều chỉnh cái này. Rồi, vô cái bitmap nha. Không, có cái gỗ ở đây nè. Gán cho nó vô nè. Nó khỏi chỉnh cái diffuse nha. Để em bị loạn á. Nó hiện cái bitmap lên đây nè. Thấy chưa? Rồi, thấy cái gỗ này nó bị xéo xéo không? Thì mình sẽ phải tinh chỉnh, mình sẽ xoay lại mấy cái này nè. Đó, cái này chọn vô điểm thôi. Mình kiểm vô đây nè. Thì mình chọn vô điểm, nó tự động nó chọn nguyên một khối cho mình nè ha. Mình xoay cái này nó đứng lại. Tương tự mình xoay cái này nó đứng lại ha. Mình xoay nè, thì cái gỗ của nó lên thành cái vân dọc ha. Đó, rồi, còn mấy cái chân này nè. Mình thích thì mình xoay, mình không thích thì thôi. Sắp xếp nó lại nè. Rồi, ví dụ như mình thấy cái dân gỗ đây nó to quá nè ha. Thì mình chọn hết cái đống này nè. Làm gì? Mình đi scale nó lên nè ha. Đó. Đó. Mọi người để ý ha. Thì mình đừng có thấy cái hình vuông ở đây không? Đó. Mình đừng có để cái hình mà nó bị cắt ra như thế này. Thì em thử biết cái này nè. Đây nè. Cái này nè. Nó đang ứng với cái này nè ha. Đó. Thấy không? Cái này nè. Cái đường này nó cắt qua đây nè. Thì cái gỗ của nó nè. Nó bị cắt cái đường này. Mình nên để nguyên cái này nè ha. Nó lọt lòng vô đây nè. Đó. Ha. Vậy thì mình có thể là để cái này. Đó, biết chọn đối tượng này nè, bấm vô đây nè, nó tự động nó nhảy vô cái khung nè ha. Biết chọn đối tượng, nó sẽ nhảy vô, nó bấm vô cho nó full khung. Rồi ha, thì lúc này nè, mấy cái chân này á, texture nó giống nhau hết á. Nó mình rải ra đây nè, bật cái này lên nè ha. Mọi cái mình để nó vô một ô. Này, mọi cái mình để nó vô một ô ha. Rồi, ok chưa? Là mình unwrap được cái phần chân gỗ rồi rồi ha. Rồi, ai mà làm xong á, thích mà. Tại vì á, hồi nãy là mình đi slip cạnh đúng không? Mà khi mình đi slip á, đây nè, cái đường chỉ của mình nó đang ở đây nè ha. Khi mà mình đi slip á, thì nhiều khi là cái model của mình á, mình sẽ thấy nó cộm lên á. Không, nó có một cái đường chỉ nó cộm lên là tại vì mình đi slip cạnh á. Này. Rồi, ở đây nè ha. Sau khi mà mình đi unwrap xong á, thấy không? Nó có cái đường mà cộm lên ở đây nè. Mình nhấn số 3 nè, nhấn Ctrl A nè thì nó sẽ chọn đường border này, thấy không? Cần chọn điểm nè, xong rồi sau nữa chuột phải nè, mình quẹo nó lại nè. Đó, là nó sẽ phẳng luôn nha. Nó không có còn bị cộm lên hồi nãy nữa. Này, nó phẳng lên. Rồi ha. Rồi, lẽ ra bây giờ là mọi người làm tới đây là có thể là ổn rồi đấy. Nhưng mà có nhớ nãy em nói á, là cái Marvelous của em nó bị lỗi không? Cho nên nó là cái này nè. Đó, bình thường mọi người mở, gán cho nó cái lệnh unwrap nè ha. Xong rồi cái mọi người mà mở lên á, mở cái này lên nè, thì là nó sẽ unwrap sẵn cho mọi người mấy miếng vải luôn. Nhưng mà các của em nó đang bị lỗi cho nên nó không có làm được chuyện đó. Cho nên là bây giờ em sẽ phải đi unwrap tay cho nó nha. Này, em attack chung với cái này nè. Đó, em đi unwrap một lượt ba cái gói nha. Rồi, cái này. Đây. Chết rồi, em không. À, mừng quá. Đây nè, thấy không? Nó vẫn còn chọn cho em cái đường mà edge bên trong á. Đó, thấy không? Đây, những cái đường mà nãy em để chuốt bên trong để tạo chỉ âm á, chuột phải nè, em đi slip nó ra luôn nè ha. Đây, em sẽ đi gán cái vật liệu cho mọi người xem. Nó, không, hiện tại nó bị quằn quện như thế này nè, tại vì cái unwrap của Marvelous của em nó bị hư nha. Đây là gán cho nó lệnh UV cap mapping nè. Clear nè, xong rồi gán unwrap raw nè. Đó, đang chọn điểm nè, cần cho A chọn hết tất cả các mặt nè, mắt cho nó planner một cái nè. Bấm vô cái này nè, duỗi nó ra nè, thấy không? Cái texture của nó nè, ngon lành chưa? Rồi ha, cái này mình sẽ đi mở cái bảng này lên để mình điều chỉnh cho nó ha. Đấy, em xếp nó ra nè, nó đang bị chồng lấn lên nhau nè. Xếp nó ra. Ồ, rồi, cái này là chắc chắn là cái này là có cái nào đó mà em lỡ tay em đi slip cái cạnh đó rồi đó. Slip thừa. Nhấn số 1 nè ha, bấm vô đây nè. Đây, nó là cái miếng này. Đây, chắc là em đã đi slip thừa nó rồi á, nó bị cắt vậy. Rồi thôi ha, nó nằm ở bên mặt trong rồi, em kệ nó luôn. Em đã bắt đầu lên cơn làm biến rồi. Đây, xoay cho nó thẳng thớm lại. Rồi, ok ha. Đó. Cái này thí dụ mà muốn nó em nghĩ là nó cũng khá là ok rồi. Thí dụ muốn nó nhỏ lên nè, chọn hết nè, mình đi scale nó ra. Nè, scale nó ra thì nó sẽ nhỏ lại nha. Nhớ nha, nó hơi ngược chút xíu, mình scale cái này nó bự lên thì cái texture của nó sẽ nhỏ lại. Rồi xong xuôi rồi em convert nó sang editable poly ha.
Rồi, cái niệm này. Đó, cái niệm này nè, thì do là nãy em chưa weld điểm á, mỗi miếng này bây giờ nó là một cái rồi ha. Đó, chỉ có cái đường chỉ này nè. Thấy không? Chỉ có cái đường chỉ này nè là bây giờ em cần cắt nó ra thôi. Đây. Rồi ha. Ở trong đây nè, ở trong edit poly á, mình em chọn element là hai cái đường chỉ nè ha. Nếu như em nhấn antelope y ha thì nó có nghĩa là insulation á. Rồi. Đó, em sẽ cắt cho nó một cái đường ngang nè và một cái đường dọc nè. Thấy không? Chuột phải nè, slip nó ra nè ha. Rồi để hiện lại toàn bộ khối nè, nhấn số 5 nè, nhấn antelope u nè. Đó, nghĩa là un high on. Nhớ nha, kèm theo nút antelope á. Rồi. Này em đi quăng cái vật liệu đó vô cho mọi người xem. Đây, hiện tại là nó như thế này. Thấy không? Nó không lên luôn. Rồi ha, gắn cho nó cái lệnh là UV cap mapping clear nè, gắn cho nó cái lệnh unwrap raw nè. Xong rồi sao nữa? Đó, thấy chỗ này nó bị hư không? Rồi ha, cần chỗ A trong mặt ha, mask blender cho nó nè. Đó. Rồi, em unwrap lại, nó cái map nó duỗi ra, nó sẽ được đẹp như thế này ha. Đó. Nó có chỗ to chỗ nhỏ nè, cho nên là mình bật cái này lên. Cái này kỹ thì mình đi weld điểm ha. Nhưng mà tại vì em làm biến á, cái góc đó em đoán là chắc cũng không ai thấy á. Xếp nó lại nè, là cái tỷ lệ của nó sẽ đúng nha. Rồi đó, bấm vô đây nè, bấm số 1 nè, chọn vô nguyên cái này nè, xoay cho nó thẳng thớm lại. Hai cái cộng dài nhất này nó chính là hai cái đường chỉ nổi á mọi người đó. Em xoay cho nó thẳng lại nha. Rồi xoay cho nó thẳng thớm nè, xếp nó lại nè. Đây, ok chưa? Rồi, nếu như mà ai thấy cái này nó to quá ha, đó, ai làm biến như em thì khỏi phải đi attack lại. Nãy giờ cứ đi attack tới, attack lui. Rồi ha, đó, em chỉnh như thế này. Scale nó lên, nhìn bằng mắt thường, em thấy nó tương quan với nhau là được rồi. Rồi ha, đó, tiếp theo nè. Đó, cái này nè, mình đi adjust á, cái đường này nó cứng lắm này nha. Cho nên là mình có thể là mình đi numb cho nó nè, thì nó sẽ mềm cái đường này ra lại. Rồi còn hai cái gói này thì như thế nào? Đây, cái này thì rồi ha, cái này nè, nếu như mà mọi người mà làm giống như em á thì thật ra là nó cái đường cắt nó sẽ có ở đây nè ha. Tại vì sao bên Marvelous á, đây nè, chỗ này nè, nó là cái đường cắt riêng nè ha. Đó, cho nên là cái này mà mọi người muốn cho nó đẹp lại á, thì mình cũng phải đi unwrap tay ha. Bây giờ em sẽ hướng dẫn đi unwrap cái này nè. Đó, em sẽ chọn cảnh này. Nó unwrap theo cái kiểu mà giống như là khô bóc á ha. Đó. Cái chỗ này hồi nãy em làm nó bị lấn ra đây à. Còn nhớ cái đường border này không? Đó, scale nó vô ha. Đó, scale nó đi vô. À, lúc này. Rồi ha. Đó. Do là cái này hồi nãy em cắt nó ra như thế này rồi. Bây giờ là cái đường này nè, em sẽ lót nó nè. Không. Nó chạy từ đây qua đây nè. Hay là em lót cái đường. Ok, em lót cái đường này đi cho nó dễ. Rồi ha, em lót một vòng ở đây. Cái này nó đụng cái này nó không chạy được. Lót cho nó nguyên một vòng này nè ha. Xong rồi sau nữa, slip nó ra. Thấy không? Đó, cái đường này em để nó ở đây nè, slip nó ra. Cho nó cái đường chỉ cắt nó ở đây. Slip nó ra. Rồi ha. Thấy không? Nhấn đường số 3 nè. Đó, mọi người thấy không? Cái đường hở của nó đang như thế này nè ha. Đó, nhấn số 5 nè. Thấy không? Thì cái miếng này nó là một cái miếng riêng biệt nè. Đó, tương tự cho cái gói kế bên ha. Đây, hai cái nếp nhăn nó khác nhau. Cho nên là nó là hai cái đối tượng riêng biệt rồi. Để em lót từ cái cạnh này. Lót nó đi nguyên dòng nha. Lâu lâu nó sẽ bị đụng vô mấy cái này nè. Đó, mình kiểm tra cho tới khi nào nó đi chọn một vòng nhé. Nó chọn một vòng rồi nè. Em đi slip nó ra nè ha. Rồi, thật ra cái khúc trên này á là do là hồi nãy á em đi slip cái cạnh nó ra rồi đấy nha. Nó, thấy không? Nó đã chọn được cái cạnh này rồi. Cái dưới này hồi nãy em không có xử lý nè. Cho nên là bây giờ phải đi lót cạnh đó. Tương tự cái góc bên đây nè ha. Đi lót cái cạnh này. Slip nó ra nè. Ok ha. Em sẽ đi attack lại cả hai cái cùng lúc luôn. Rồi, gán cái vật liệu nó cho mọi người xem này. Ok chưa? Rồi ha. Unwrap layer nè.
Unwrap Pro nè. Rồi, đang chọn sẵn số 3 rồi, cần châu A nè, Mac Planner một cái nè ha. Rồi, đó, em để Unwrap nè, nó nhiều bully cho nên cái này nó chạy hơi lâu tí xíu. Rồi, xong rồi đó mọi người. Thấy không? Nó sẽ duỗi ra thành những cái tấm vải như thế này. Đây, em xếp nó ra nè. Ok chưa? Ý, cái này em đang scale. Những chữ E để xoay nữa nè. Đó, cái tá trên này nó đang to đùng rồi nha. Nè. Rồi, nhấn R nè, chọn hết, nhấn R nè, scale nó nè. Nó cho cái tỷ lệ của nó tương quan với lại mấy cái gói này. Rồi, xong rồi em đi convert nó sang edit table poly ha. Ok, như vậy là em vừa unwrap xong cái này. Đó, em xong cái phần unwrap nhé. Đây, em mới vừa unwrap xong toàn bộ cái này. Đó, phần tiếp theo em sẽ hướng dẫn mọi người đi tạo vật liệu cho nó nhé. Rồi. Rồi ha, vậy là cái phần vừa rồi em đã hướng dẫn mọi người đi unwrap cho cái sofa này nó ra sao rồi. Đấy, thì thật ra mà nói ha, em cảm thấy cái phần unwrap này á nó sẽ hơi chán. Tại vì mình dựng xong món nào mình cũng phải đi unwrap á. Mình unwrap xong rồi mình phải chảy UV nó đó. Cái này còn gọi là chảy UV ha. Đó, mình chảy UV nó rồi mình mới tạo vật liệu được cho nó ha. Thì lúc này cái texture nó mới chạy được đúng theo cái ý của mình. Chứ còn không là nó chạy lung tung à. Rồi, chán thì chán thì cuối cùng mình cũng phải làm thôi. Rồi, ok ha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi cái tutorial tới cái giờ phút này ha. Hẹn gặp lại mọi người ở cái phần thắt 5 ha. Đó, phần 5 em sẽ hướng dẫn mọi người đi tạo vật liệu cho nó. Ok, bye bye mọi người nhé.